Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay lại làm đồ ăn cho cổ quý vị. Cá này cái gùi dòng lưới hả? Cái đâu có cái nước nổi này, anh lên mới có mùa nước lên mới có nè. Chết rồi, sao mới chết rồi về? Nãy rồi không có mua nó còn sống mà giống như bên chợ sách về tới đây mà nó chết rồi, giống như nó mềm quá, yếu quá. Nó bị dòng lưới rồi, nó đuối rồi. Nó muốn ngợp sẵn rồi. Có sần không? Sần bơ không? Có gì? Kho me hả? Nè, chấm không xuống. Rồi. Món này mùa nước nổi. Món đồng nước hả? Món này mùa nước nổi mới được ăn. Cá nó nước lên nè, cá nó mới mềm. Còn bình thường cá này nó cái đầu nó cứng. Cá đồng này ngon rồi. Quan trọng là phải đồng thiệt hay không á. Cá này cá mà. Cái này cá đồng mà. Cá chai nước mà. Nên nó mới mềm như vậy nè. Mua ở đâu? Mua đó. Mấy trái vậy đó hả? Cá cũng vừa ăn thôi. Nhìn mấy con cá kho thì nhớ hồi nhỏ quá. Nhớ tuổi thơ luôn. Đang mùa đồng quê hả? Cả nhà bắt đầu lập con súng cái gì? Cũng ít con súng thôi nhưng mà làm cho nó vui vậy thôi à. Cha em hay thích như vậy đấy. Cái nhà mình có cái mới bắt đầu có cái đám tang cho nên nó hơi ồn. Chú thì nó còn khỏe ha. Chú đang mạnh sần luôn quý vị, đang còn bình thường luôn. Tự nhiên cái mệt chuyển đi bệnh viện cái như có hôm qua hôm kia về phải không? Hôm kia đi ngang còn thấy ổng còn chào ổng chơi. Mới chuyển đi hôm qua vậy á, mới chuyển đi hôm qua cái giờ đi. Là người vô thường vậy đó quý vị. Em nghĩ chắc nó chín rồi đó. Nghĩ nữa, phải nấu mình nghĩ. Thì nó chín rồi. Tại vì con cá nó nứt ra hết rồi. Cá mềm ngon quá. Chấm món này hiếm thấy lắm nè. Đúng rồi, chấm bông súng là ngon tuyệt vời. Nhập cá đồng nó hiếm lắm. Cá không có, cá này là cá mùa nước nổi nha. Sì phố với nước ngoài kiếm chắc cũng có món này quá. Bông súng nữa. Chín như thường đem đi luôn. Cái đầu không dính gì vậy? Em chả biết thôi. Mẹ cái bọt chứ mày bọt cái hả? Bọt cái. Nghe nó chua, chất chua của mẹ á, chứ mẹ nó bị có một cái mẹ nó bị xì cái nước chua nó. Vừa hơi chua tùng rồi. Con bị làm toilet. Chú đâu? Toilet đi sân gì đó. Mình rồi bắt đầu sớt đem đi. Cái nhà đó, cho đi vệ sinh trong này á. Đất trùng rồi. Ô, bé Thanh cân ký. Đứng nó buông tay ra, đứng thẳng người lên. Để chú coi coi. Ủa nhúc nhích hoài, 60 62 kg. Ô, ủa nhúc lên xuống lên xuống hoài. Ê, có đâu ai đụng đâu. Ở sao kỳ ăn ký. Có em bé nhúc nhích trong bụng hay gì mà nó lên xuống hoài. Ủa sao nó bự con nhưng mà có 6 mấy ký ta? Ủa sao nó còn có hơn ăn nhiều ký được anh? Hả? Sao sao? Thanh. Giờ chứ. Chơi với cô Thắm. Chơi với cô Thắm đâu? Cô Thắm đâu? Thắm đi chợ rồi. Chợ hả? Lại chơi với cô Mít kìa. Dạ. Giờ. Mít. Mít. Nè. Nè cái bàn tay nữa hả? Có chừng con đè. Chừng con đè em đó. Mít đó. Mít ơi. Trời. Bước. Mít à. Ơi, Mít ơi. Ừ. Ờ, quay mời lại. Ôi, ơi bò đâu? Ôi, bò. Chín kiếm rồi. Dơ. Dơ ẻ. Rồi, biết dơ rồi nó ha. La rồi, dơ rồi. Dơ Mít ơi. Mít ơi, dơ Mít ơi. Lấy. Nhỏ này tới hai mới kêu 2 ký lô rồi vậy. Đồng 2 ký lô. Yếu quá. 24 ký. Nhiều. 24 ký. 24 ký hả? Yếu rồi. Thôi đi vô nhà ăn hắt câu cá ăn về kho mắm ăn. Vô mắt. Kho mắm rồi mà nãy rủ đi ăn mắm kho gì lẩu mắm gì dữ đi mà. Không có cá. Ừ. Lẩu mắm mà không có cá hả? Bỏ vô. Để cho em bỏ chơi tự nhiên em lên chi vậy? Câu bỏ cá thì bỏ vô thêm. Bỏ thêm hả? Nó hỏi câu về ai mà nói câu về em mà. Sao sao lúc này con thích lại đây dữ vậy? Chị tại gửi con tiền trống. Gửi tiền trống hả? Mà lúc trước gửi tiền đâu có lại đây hoài. Không có lại. Ờ sao giờ lại hoài? Gửi nó
chổng á. Không có, mà cho chú cũng hỏi con là bữa lúc này không có, bữa còn dịch chưa cái dám rõ vậy đó hả? Không có, mà sao là cái gài thích lần này nè, cái gài sao thích ở đây lợi thường á? Tại thích của thấm lợi. Tại thích của thấm lợi hả? Có cái ấn tượng gì không mà lợi thường vậy? Chỉ quay hoài chứ vậy. Quay hoài rồi sao lợi? Quay giống nó đăng lên luôn. Thích quay hay vậy? Thích quay. Thích quay hả? Thích quay để làm gì? Để lên. Để cho nổi tiếng hả? Cho nổi tiếng. Nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi mà. Ăn không? Cho trái nó ăn đi. Con bán quýt hay quá hà. Quýt bán giờ số đó. Quýt cô Thắm bán 25.000 ký, con đem ra bán, con bán nguyên. Mà bán như vậy cô Thắm lời dữ rồi. Quá lời luôn, con bỏ cái tay xuống thường chúng em. Ơi. Nó móc dơ kìa. Nè lột, bỏ cái tay ra cô nương. Cái chỗ nó dơ, bỏ tay ra nè mết. Mết, xong bụng bù lại cái lỗ nó hoài dơ kìa. Kéo ra coi, rửa tay nó, rửa tay. Dơ tay rồi, rửa tay, rửa tay liền. Rửa tay rồi, rửa tay đi. Dơ rồi. Móc vô đó rồi. Con đi lấy mẹ cùng băng keo coi tường, mẹ dán hết mấy cái lỗ này lại. Rửa tay đi. Là nó sẽ không bao giờ móc nữa. Rồi hồi nãy đòi đi câu cá rồi sao còn ở đây? Chú chạy chú kia đi. Chờ chú Thuận hả? Dạ. Chú Thuận không dám chở con rồi. Con đây, con chạy đi lại tới đó. Phải lại tới đâu? Hả? Lại tới đâu? Lại chỗ hòn hẻm đó. Câu cá đâu? Đây chú Thuận câu cá đâu? Nhà cô Thấm vậy. Nhà cô Thấm nữa hả? Rồi chú Thuận mệt rồi không đi nữa kìa, chú mệt Thuận mới đi câu cá cha về rồi. Cần con nhỏ. Chứ còn cầu cá cái gì? Cầu cái gì? Cá tà tượng. Cá tà tượng đâu cậu? Con nhỏ nhỏ đó. Cá tà tượng đâu mà có mà cậu? Cá tà tượng như trong địa ngục có cá tà tượng không? Địa ngục có cá tà tượng không? Rồi, thằng nó vô nó được cái là nó mê trời ơi. Cái chỗ nãy con đòi đi á. Chỗ đó. Đó. Là kêu chú Thịnh chở vô nhà. Cậu chỗ. Cậu Út mà, con kêu cậu Út mà. Đòi đi mà đối thường người ta ngủ. Kêu cậu Út mà. Chưa chở đi chứ. Nghe nó nghe ngốt điện cho Thịnh ngủ vô. Câu. Kêu chốt mà cũng kêu bằng đốt không mà. Bắt chớn liền, nghe câu mê liền tại vì Thanh mê câu mà. Chú Út ngủ vô nhà chú Út chơi. Ừ. Kêu thường ngủ nữa ha. Chú cũng có gỗ chú của chú Thuận vô nhà chơi. À. Mà bé Thanh muốn đi theo cho vui. Đi vô cổng chơi. Nghe nói hải sen đồ khoái. Gái miền Tây. Gái miền Tây là ai? Hả, là con hay là cô Thắm? Con á. Con hả? Gái miền Tây duyên dáng dễ thương hả? Duyên dáng dễ thương. Còn duyên dáng thì bỏ cái chân khép lại xíu coi. Duyên dáng gì đâu mà ngồi dễ chết luôn. Gái rồi ngồi thị mỹ xíu không? Bỏ chéo chân qua cái cây. Chéo chân lên cây. Chết mồ nó ngồi cái ghế này. Chéo gãy à. Gãy chân à. Được. Thôi khỏi chéo đi, gái miền Tây vậy dễ thương rồi, khỏi chéo. Con chéo lại cái này. Nó tăng trọng lượng của cơ thể lên, nó nặng cái ghế. Tại ghế này nhỏ xíu à, cái yếu quá. Chéo được cái phần dưới. Đó, mày ngồi đó đó, tao cũng thị mỹ rồi đó. À đó, nói gì cũng thị mỹ hơn nãy rồi đó không? Nó gái miền Tây duyên dáng dễ thương. Vô cô Thắm câu cá rồi sao? Rồi cá đó ai ăn? Con ăn. Con ăn hả? Cô Thắm có bắt con nào không? Hay cho con hết luôn hả? Cho con hết trơn. Cho con hết trơn luôn hả? Hèn chi kèo thơm quá mà đòi đi nữa. Chứ bình thường câu dễ gì được nhiều vậy? Trong cái địa đó cá nó vô quá. Cá ngoài vô, cá sông vô nhiều quá. Nó tươi nhất là cá phi vô. Về đi, chờ về kìa. Con gái miền Tây về. Đâu, em gái miền Tây đâu? Đó. Em nói là em gái miền Tây đó hả? Rồi con lại gì miền Tây? Con là cái quê miền Tây. Ăn làm gì chu mỏ dữ không biết nữa. Bỏ vô đâu đàng hoàng, đang lát bỏ thùng cát nha con. Chua. Đừng dục lum nha. Chua. Chua hả? Chua. Ăn chua tốt, sao đâu. Em uống nước chanh á, Thanh uống nước chanh nó tốt. Đừng uống nước ngọt nữa nha. Mỗi con hạn chế uống xì tin, uống này kia đồ, nó mà quá đồ mấy chai nước chai hạn chế bớt. Có uống mấy đó nhiều quá không tốt đâu. Chua. Chua. Mà ra là chua, mít chua. Mít chua hả? Mít chua. Vậy là ngọt lắm rồi đó. Mít chua đó là ngọt rồi đó. Nó mới ăn trái dục quá.
Thôi chơi đi chú về. Mới quất cá dục quá. Chơi với em gái miền Tây đi. Em gái miền Tây lại. Nói cô Thắm lại gì? Cô Thắm lại gì? Gái miền Tây. Em gái miền Tây hả? Còn con lại gì miền Tây? Con cũng miền Tây luôn. Con lại gì miền Tây? Con là Thanh miền Tây. Thanh miền Tây. Bé Thanh miền Tây hả? Bé Thanh miền Tây. Thôi chú về nghe. Yeah.